tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, đời người có hai việc trọng đại nhất đó là lập gia đình và làm nhà. Bất cứ ai, dù có làm chức vị lớn đến đâu, bận bịu như thế nào thì cũng đều dành nhiều thời gian tiền bạc để làm hai việc lớn này. Trong phong thủy, việc xây nhà cũng cần phải tuân thủ rất nhiều yếu tố phong thủy về hướng nhà, vận đất để xem xây nhà có được cát lành hay không. Để xây nhà ta xét đến rất nhiều yếu tố như là kim lâu, hoàng ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ, đô thiên, mộ long biến vận. Vậy, yếu tố nào là quan trọng nhất? Nếu phạm phải một trong những yếu tố trên mà vẫn làm nhà thì gia chủ tuổi Đinh Dậu 1957 sẽ gặp phải đại hạn gì? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên thì ta xét đến kim lâu. Tuổi Đinh Dậu 1957 trong năm 2020, 64 tuổi, năm Canh Tý thì gia chủ Đinh Dậu theo cách tính này sẽ phạm phải kim lâu thân kỵ. Người thân, nếu gia chủ xây nhà thì sẽ mang tai họa cho người thân trong nhà, nhẹ thì công việc bất lợi, làm ăn thất bát, bệnh tật ốm đau liên miên, còn nặng thì có thể chết người. Nên năm 2020 không thể xây nhà được, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Xét đến hoang ốc, năm 2020 Canh Tý gia chủ tuổi Đinh Dậu theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải tứ tấn tài. Tứ tấn tài, chi phước lộc lai, gia chủ mà làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới thuận lợi cho mọi mặt. Xét đến tam tai thì người tuổi Đinh Dậu cần tránh các năm tam tai Hợi, Tý, Sửu. Năm làm nhà 2020 Canh Tý gia chủ 1957 phạm tuổi đại kỵ tam tai. Năm này phạm phải kim lâu thân kỵ người thân. Nếu gia chủ xây nhà thì sẽ mang tai họa cho người thân trong nhà, nhẹ thì công việc bất lợi, làm ăn thất bát, bệnh tật ốm đau liên miên, còn nặng thì có thể chết người. Tuổi này phạm phải tam tai không nên làm nhà. Tuy nhiên, nếu muốn làm mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành sau: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên thì tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với tuổi gia chủ và hợp với trạch đất sẽ được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét đến vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và các hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị, anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1957 Đinh Dậu, nam mệnh thuộc cung Đoài Kim, nữ mệnh thuộc cung Cấn Thổ, xét đến việc xây nhà như sau. Với nam mạng Đinh Dậu xét theo cung Đoài thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy người mệnh Đoài Kim bốn hướng tốt: Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc diên niên, Tây Bắc sinh khí. Bốn xấu là Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát, Nam ngũ quỷ. Hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế. Với nhà tọa ngọ hướng Tý, phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Người tuổi Đinh Dậu 1957 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao lộc tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà.
Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Dậu 1957. Hướng Nam gồm có 3 sơn Bính Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn hơn. Với nam mạng Đinh Dậu xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu bất chấp xây thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Trong phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên xây nhà ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu là như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Đinh Dậu đang ở nhà hướng Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Dậu 1957. Hướng Đông gồm 3 sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cắt lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Đinh Dậu 1957 nam mạng xây nhà hướng Đông thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài. Chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Đinh Dậu năm 1957 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế, bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí, phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Dậu 1957. Hướng Tây gồm có 3 sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Nam mạng tuổi Đinh Dậu xây nhà và ở hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn. Chủ về khoan dung, nam giới thì coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp tốt thì tốt mà hợp xấu thì xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát tài rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn.
Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 Bắc Bạch tài sinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không được xây mới vào năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi 1957 nam mạng ở hướng này thuộc Tây tướng mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ với nhân ái tài lộc thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tượng vật thuận lợi, nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới cho tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Đinh Dậu xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc, tự quái là càn. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó khăn trong việc kết hôn, vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có phương pháp phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận, không nên xây mới nếu chọn xây vào tháng cát lành là tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nam mạng Đinh Dậu xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Dậu đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Dậu năm 1957. Hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới. Tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên không xây mới năm 2020, cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 Sơn Thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Tuổi Đinh Dậu xây nhà hướng này thì được Tây tứ mệnh hợp hướng, được thiên y thuộc sao cự môn thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là cấn, chủ đến sức khỏe, vượng tài, vượng lộc,
lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tại vận trục trặc, nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái, tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Đinh Dậu nam mạng. Còn đối với nữ mạng thì sao? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Với nữ mạng Đinh Dậu, cung cấn thuộc Tây tứ mệnh, 10 mệnh cấn thổ, 4 tốt đông bắc phục vị, tây bắc thiên y, tây diên niên, tây nam sinh khí, 4 hướng xấu nam họa hại, đông nam tuyệt mệnh, đông lục sát, bắc ngũ quỷ. Hướng bắc gồm có ba sơn nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ thái tuế tại tý, hướng bắc là chính thái tuế, với nhà tọa ngọ hướng tý phạm tuế phá và tam sát hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa bính hướng nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa quý hướng đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Với nữ mạng Đinh Dậu, xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly. Chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do xa hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Đinh Dậu đang ở nhà hướng bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải kết cục nhà không hợp với người tuổi Đinh Dậu 1957. Hướng nam gồm có 3 sơn bính ngọ đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2020 xây nhà đại cát. Vì vậy, những nhà tọa bắc hướng nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm, thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng giêng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch, rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cắt lành may mắn hơn. Người tuổi Đinh Dậu 1957 mà ở nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, mà họa hại là sao lập tồn, thuộc thổ hướng tây nam, tượng quái là khôn. Chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Dậu 1957. Hướng đông gồm có 3 sơn giáp mão ất 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ mộc, đáo đến mộc cung, hướng đông mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cắt lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Tuổi Đinh Dậu nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm. Chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Dậu đang ở nhà hướng đông rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch,
gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Dậu. Hướng Tây gồm có 3 sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn thì vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị chỉ cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Đinh Dậu xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn. Chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn Tuất Cản Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 Bắc Bạch tài tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi, phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Đinh Dậu xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được thiên y thuộc sao Cự Môn, thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bánh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, Nhất Bạch tài tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới thì chọn vào tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Đinh Dậu xây nhà và ở hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn. Chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc. Đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương, bát quái, tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Đông Nam gồm 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao Lục Bạch đáo đến, Lục Bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ, phạm mộ long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn vào tháng cát lành tháng 3, tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Đinh Dậu 1957 xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là Đoài. Chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa.
Vì vậy, tuổi Đinh Dậu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng bạn hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng đông nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Dậu 1957. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ. Mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cắt cho lắm. Hơn nữa, năm 2020 sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây mới. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9. 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Tuổi 1957 Đinh Dậu nữ mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, thăng quan lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín sẽ được cắt lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Quý vị thân mến, trên đây là những kiến thức về xây nhà, chọn hướng mượn tuổi động thổ làm nhà cho gia chủ tuổi Đinh Dậu năm 2020 của cả nam mạng và nữ mạng. Hy vọng rằng với những gì phong thủy may mắn tổng hợp được sẽ giúp cho quý vị có những sự lựa chọn sáng suốt. Rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình quý vị hãy gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video để phong thủy may mắn ngày càng phát triển hơn. Quý vị cũng đừng quên chia sẻ video này đến bạn bè, người thân để những người thân yêu của bạn cũng chọn được hướng nhà tốt, đại cát, đem lại tiền tài, sức khỏe cho cả gia đình. Chúc quý khán giả một năm mới vạn thọ vô cương, kim ngọc mãn đường, gia sự cát tường.